Tân chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn mở cái hộp của một cái mạch đèn ban đêm. Đây là một cái mạch đèn là nó chỉ sáng vào ban đêm và khi mà trời sáng lên thì nó sẽ tắt đi. Mình sẽ mở cái hộp đèn này và chúng ta coi cái cấu trúc bên trong nó sẽ như thế nào. Thì trước khi mình đi vào chi tiết thì bên trong này nó có những cái con đèn LED. Đó, được nằm dọc theo trong những cái bên trong này và bên trên này các bạn thấy nó có một cái con điện trở quang, con điện trở quang nó nằm ngay bên trên này và nó sẽ cảm biến ánh sáng khi mà trời ban đêm tối xuống á thì cái con điện trở này nó sẽ sáng lên, nó sẽ lớn lên và khi mà trời mà sáng lên đó thì ban ngày đó thì cái con điện trở này giá trị của nó sẽ giảm đi lại. Và tùy theo cái độ ánh sáng nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình đang cắm vào trong một cái nguồn là 110V với một cái chu kỳ là 60Hz. Đây là cái loại điện đang xài ở bên USA. Giả sử bây giờ mình làm cho nó cái mạch này nó tắt đi. Đây mình đè cái con điện trở này xuống cho giống như là chúng ta đang thấy trời ban đêm vậy đó. Thì các bạn sẽ thấy bên trong này tất cả những cái đèn LED nó được sáng lên và nó rất là sáng, mặc dù cái dòng của nó không có nhiều lắm. Đó là cái hoạt động của nó. Khi mà chúng ta mở lên, tức có nghĩa là trời sáng thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tắt đi và cái loại mạch này rất là thông dụng. Bây giờ thì mình thử tháo cái mạch này ra để coi bên trong nó cái cấu trúc của nó sẽ như thế nào. Thì các bạn sẽ để ý là ở đây họ dùng những cái con tam giác hình vuông, hình có con vít hình tam giác. Cái loại này cũng tương đối khá đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Thì nó có bốn cái chân, bốn bờ bốn góc của nó và chúng ta cần phải tháo hết bốn cái góc đó ra. Đây là một cái bóng đèn họ đã được patent, là họ đã được những cái hãng lớn ở bên Mỹ mua và cái món đồ này đã được làm ở bên China. Thì mình cũng hy vọng rằng ở Việt Nam mình sau này các bạn cũng có khả năng chế tạo ra những cái món đồ để sản xuất và đưa ra bên thị trường bên ngoại quốc. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ mở nó ra. Là ở phần bên trên này chỉ là một cái miếng plastic để nó tỏa ánh sáng ra và chúng ta sẽ cho cái phần này đi ra ngoài. Các bạn có thấy ra đây chúng ta có bốn cái bóng đèn LED ở trên này và ở dưới này cũng là cái chân để cắm vào cái nguồn điện xoay chiều của mình. Bây giờ chúng ta lại cần phải tháo bốn cái con ốc này ra nữa. Đây nó cũng dùng luôn là cái loại bóng cái con vít hình tam giác. Các bạn nên sắm cho mình những cái dụng cụ này để các bạn có thể dọc. Đấy. Hai con. Đây là con thứ ba. Ba con, nhưng còn một con nữa. Mỗi một cái con đèn LED này đó thì mình đã có đo nó thử trước rồi, nó khoảng 2,75V. Và theo mình tính toán đó thì cái dòng điện đi ngang qua nó đó chỉ có khoảng chừng 25 mA mà thôi, rất là thấp. Đây các bạn thấy đây là cái phần thứ gì, mình đã bỏ bốn con ốc nó ra. Bây giờ mình thử tháo cái này ra coi nó sẽ như thế nào. Thì khi mà các bạn tháo nó ra đó thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái sợi dây màu đỏ và màu đen nó nối vào cái thanh bốn bóng đèn LED này. Và bây giờ chúng ta sẽ coi thử bên trong của nó là cấu trúc của nó sẽ như thế nào. Các bạn thấy ở trong này đó nó sẽ có hai cái mạch điện. Cái mạch điện thứ nhất á, làm thế nào mà chúng ta đưa được cái nguồn điện xoay chiều của mình để tạo ra một cái nguồn điện DC để nuôi
bốn cái con đèn led này. Thì mình đoán hồi nãy nó khoảng gần 3 V, nếu mà các bạn nhân lên cho 4 thì nó ra khoảng 13 V. Như vậy thì cái nguồn điện của mình, DC của mình nó phải là khoảng trên 13 V. Thì mình đã đo ngang qua cái con zener ổn áp của nó để mà nó tạo ra cái nguồn điện DC đó, thì nó ra khoảng 17 V. Ở đây là các bạn thấy cái con tụ điện ở đây là để cho nó tạo ra một cái dòng điện để tạo ra 17 V ở đây. Và chúng ta thấy là ở đây chúng ta có một cái con tụ nhôm này được gắn ở để mà tạo ra, nó lọc cái điện áp khi mà chúng ta ra 17 V. Cái loại mạch điện này nó không dùng cái nguồn xung và nó rất là rẻ tiền. Tuy nhiên cái loại mạch điện này nó rất là nguy hiểm, các bạn đừng có nên lấy tay đụng vào trong này, có thể bị giật. Và nhất là ở bên Việt Nam thì cái điện áp của mình lên tới 220V AC, có nghĩa là nó có thể lên tới 310V DC, rất là nguy hiểm. Ở dưới này các bạn thấy nó có một cái con điện trở. Cái loại mạch điện này mình đã có giải thích lúc trước, một chút nữa mình sẽ chỉ cho bạn cái sơ đồ của cái mạch điện này. Và đây là cái con điện trở mà mình nói lúc nãy, là cái con điện trở quang. Đây là cái phần bên trên mặt của nó. Bây giờ chúng ta thử tháo cái con ốc cuối cùng ở đây ra để coi cái phần dưới của nó là cái mạch gì. Là cái phần thứ nhì của nó đó sẽ là một cái mạch để làm thế nào mà chúng ta có thể mạch nó không có chạy được, tức có nghĩa là cái đèn led của mình nó không có dẫn điện khi mà trời sáng, và khi mà trời tối đi thì cái mạch của mình nó sẽ dẫn điện được. Và họ dùng hai cái con transistor bên trong đó để mà tạo ra một cái mạch đó. Thì ở đây mình sẽ mở cái này bằng cái con ốc được gọi là con vít mà có 4 chấu, Việt Nam mình hay gọi là con vít ba ke. Rồi như vậy là mình đã mở toàn bộ xong hết cái mạch điện này. Bây giờ mình sẽ mở cái phần bên dưới lên để cho các bạn có thể thấy ở phần bên dưới cái cấu trúc của nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể lấy tay đẩy cái mạch này ra là chúng ta sẽ thấy hết cái phần bên dưới cái mạch này, cái cấu trúc của nó. Và dưới đây là cái cấu trúc của cái mạch của mình. Các bạn có thấy ở cái phần bên tay phải ở đây đó là chúng ta có cái con diode. Đây là cái bốn cái con diode để mà nắng cái điện áp của mình chuyển ra cái dòng điện DC. Và bên này các bạn sẽ thấy nó có một vài cái con hai cái con màu đen ở đây mà có ba chân á. Đó chính là những cái con mà transistor mà loại lưỡng cực mà mình có nói lúc nãy. Ngoài ra thì nó có những cái con như là tụ điện và là những cái con điện trở bên trong này để nó kết nối với cái con Q1 và Q2 này, là hai con transistor, để tạo ra cái hiện tượng đóng và mở cái mạch của cái đèn led của mình. Đó là những cái cơ bản của cái mạch này. Một chút nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn cái mạch này. Bây giờ để mình thử đo cái mạch này để các bạn thấy là cái nguồn điện áp ra của nó là bao nhiêu. Bây giờ mình cắm nó trở lại ở đây. Thấy là mình sẽ... Khi mà các bạn cắm cái nguồn vào trong cái mạch này đó thì nó cũng sẽ tự động tạo ra một cái điện áp. Điện áp đó là do một cái con zener đó, nó được nằm ở bên cái phần hồi nãy của mình, nó được nằm ở bên cái phần bên kia của cái bo của mình. Bạn thấy ở đây mình đo ra được là 17 V. Đó là cái điện áp ngang qua cái con tụ điện của mình. Và cái nguồn 17 V đó
nó sẽ được nối vào để mà nó tạo ra một cái nguồn để cung cấp cho cái mạch mà có những cái con transistor hồi nãy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái mạch điện của nó như thế nào. Dưới đây là các bạn thấy đây là cái phần trên trên này là cái sơ đồ của cái mạch điện để tạo ra cái nguồn 17V. Bên nguồn của mình sẽ là 110V. Chúng ta có thể nên đưa qua một cái con cầu chì khoảng chừng 0,5A và nó qua một cái con tụ điện màu cam hồi nãy mà các bạn thấy đó. Cái con này là con tụ điện mica. Tụ mica này cái giá trị của nó là 0,684. 684 có nghĩa là 0,68 microfarad. Ngoài ra các bạn nên dùng một cái con điện trở trích bắc ngang qua nó để nó có xạ điện nhanh hơn. Và sau đó thì nó sẽ được nối vào trong một cái cầu diode mà các bạn thấy có cái cầu mà có bốn cái chân hồi nãy ở bên cái mặt kia đó. Và chúng ta đưa ra một cái tụ lọc. Cái tụ lọc này có thể chừng 10 micro hay là 22 microfarad là có thể đủ để mà lọc cái mạch này. Và sau đó chúng ta sẽ ra một cái con zener ổn áp là khoảng 17V. Cái loại này các bạn nên dùng cái loại có công suất cao như là khoảng 5W trở lên. Và trong cái đường mà trở về cái nguồn AC của mình ở bên đây đó thì nó qua một cái con điện trở khoảng 150 ohm. Nó dùng cái loại khoảng chừng 1 phần 4W để nó chịu được cái công suất của cái dòng 25 mA đi ngang ngoài này. Và sau khi cái mạch này xong, các bạn sẽ thấy mình đã đo được ra là cộng 17V. Thì cái mạch cộng 17V này sẽ đưa vào trong cái mạch điện mà tắt mở cái đèn của mình. Bây giờ cái phần thứ nhất đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái công thức như thế nào. Cái công thức này mình đã có giải thích lúc trước là các bạn muốn tìm được cái dòng điện đi ngang qua cái mạch này đó. Và là cái dòng điện nó sẽ đưa ra cái đèn LED của mình luôn. Là nó ra là dựa trên hai công thức sau đây. Trước hết là các bạn tìm cái dung kháng của cái con tụ điện này. Nó sẽ là 1 chia cho 2 nhân cho 3,14 nhân cho 60 Hz là cái tần số đang xài ở bên Mỹ. Và nhân cho cái giá trị của con tụ điện này là 0,68 microfarad. Sau đó mình sẽ ra là 3.900 ohm là cái giá trị dung kháng của cái con tụ điện. Và từ đây mình tìm được cái dòng của nó là 110V mình nhân cho 1,414. Mình trừ đi 18V. Cái lý do mình trừ cho 18V đó là tại vì cái con cầu diode này của mình nó khoảng mất đi khoảng 0,8V. Mình lấy 17 cộng cho 0,8 mình làm tròn nó luôn là 18. Do đó mình sẽ ra được cái điện áp ngang qua cái con tụ điện này. Và cái giá trị điện áp đó mình sẽ chia cho cái giá trị dung kháng đó là 1,414 mình nhân cho 3.900 ohm. Cái cuối cùng mình sẽ ra được cái dòng điện đưa ra cái nguồn của mình sẽ là 25 mA. Ở đây đó mình không đưa mình đơn giản quá là mình không có gắn thêm cái giá trị của cái con điện trở này vào trong này, là vì nó là căn bình phương của 3.900 ohm cộng với lại 150 ohm, do đó cái 150 ohm cái ảnh hưởng của nó tương đối không có lớn lắm. Do đó để đơn giản quá cái bài mình chỉ làm là 3.900 ohm mà thôi. Các bạn có thể bỏ cái 150 ohm này vào và tính toán thì nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà nó không có chênh lệch nhiều lắm trên cái giá trị mình tính ra là 25 mA. Bây giờ cái phần cuối cùng á, là cái mạch nguồn mà tạo ra cái hiện tượng là nó sẽ mở vào ban đêm của mình. Ở đây thì mình không có đào sâu vào chi tiết cái mạch của người ta có vì nó đã có cái pattern. Mình chỉ vẽ trên cái dự đoán những cái suy nghĩ của mình là mình sẽ có hai cái con Q1 và con Q2. Cái con Q1 của nó sẽ được mắc nối tiếp với lại bốn cái con LED mà mình gắn ở đây. Ngoài ra mình cần một cái con điện trở hạng dòng ngang qua cái bốn cái con LED này. Cái bài này mình cũng đã có giải thích cho các bạn cái cách tính toán như thế nào để ra được cái con R1 này.
Và sau đó thì chúng ta có những con điện trở phụ như là R2, R3, và đây là cái con R quang, tức có nghĩa là cái con điện trở quang cảm biến của mình. Cái nguyên tắc làm việc của nó là khi mà trời sáng á, thì cái con điện trở quang này nó sẽ rất là nhỏ, có thể chừng vài trăm ôm hay 1.000 ôm gì đó, thì nó sẽ mở cái con Q2 này lên. Khi mà cái con Q2 này mở lên á, thì cái điện áp của nó rất là nhỏ ngang qua đây, do đó nó sẽ khóa cái chân B của cái Q1 này xuống và Q1 sẽ không có được mở lên. Như vậy con Q1 nó bị tắt đi. Như vậy chúng ta sẽ không có cái dòng điện đi ngang qua cái led này. Và khi mà trời bắt đầu tối dần lên á, thì cái con điện trở quang này đó, cái giá trị của nó sẽ tăng lên từ từ. Khi mà cái giá trị nó lên thì tức có nghĩa là cái dòng điện của nó sẽ thấp đi, có thể lên tới 1 triệu ôm, thì cái dòng điện của nó gần như không còn nữa. Do đó cái con Q2 này sẽ không có còn trong cái mạch của mình nữa, coi như là nó mất đi. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái dòng điện đi ngang qua R2 và nạp vào cái chân B của Q1. Và cái con Q1 này lúc đó nó sẽ mở lên và chúng ta sẽ có cái dòng điện đi ngang qua con R1 và ngang qua cái con led này. Và cái dòng điện nó là 25 mA như mình tính trên lúc nãy. Trong cái mạch điện này á, thì cái lợi điểm của nó là nó làm rất là đơn giản về cái mạch nguồn 17V để nuôi cái mạch điện này. Mà nó không có dùng cái nguồn xung. Tuy nhiên cái loại mạch này cũng rất là nguy hiểm, là nó gọi là cái dạng là mạch không có cách ly. Nếu mà chúng ta vì lý do nào đó mình đụng vào có thể mình bị giật, rất là nguy hiểm. Cái điểm thứ nhì đó là cái bất lợi của cái mạch này. Bình thường thì chúng ta nghĩ rằng khi mà cái đèn led không có sáng đó, thì không có dòng điện đi ngang qua. Vấn đề này không có đúng, là vì cái mạch này lúc nào nó cũng kéo một cái dòng 25 mA này cả. Khi mà trời sáng nó cái dòng 25 mA này đó nó sẽ chạy vào trong cái con zener này. Do đó cái con zener này nó sẽ rất là nóng. Và khi mà cái trời tối đó thì lúc đó cái dòng 25 mA đó nó mới chuyển qua đi ngang qua những con led này để sáng những con led này lên. Do đó cái dòng 25 mA lúc nào cũng có trong cái mạch của mình 24 trên 24, không bao giờ tắt. Đó là cái bất lợi của cái lại mạch nguồn cái kiểu này. Đến đây là chấm dứt cho cái bài giải thích về một cái mạch đóng mở đèn ban đêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình sẽ hẹn lại trong một cái clip khác.